Chào các bạn, đây là cái chia sẻ cái cách lý giải đề của thành phố Vinh năm học 2023 từ tin học lớp 9 của mình nhé. Xin được chia sẻ với mọi người. Câu đầu tiên là về trồng cây xanh. Cái câu này thì tìm xem có bao nhiêu cây xanh được chọn sao cho là chiều cao của nó so với cái chiều cao một chuẩn mực KL này không được vượt quá cái M. Như vậy với cái bài này thì thuật toán là chỉ như thế này thôi. Nhập rồi nếu như trị tuyệt đối, tức là độ chênh lệch của AI với L mà nhỏ bằng M thì tăng biến đếm lên. Câu thứ hai là câu về tìm số nguyên tố lớn nhất trong sâu. Và đếm xem có bao nhiêu ký tự là số trong cái sâu này. Thì với cái câu này thì mình sẽ có một cái hàm check nguyên tố. Có một cái hàm check nguyên tố. Sau đó thì mình sẽ có một cái biến mắc, một cái biến đếm và một cái biến để lưu các chuỗi dãy các đổi từ những cái dãy số liên những chữ số liên kề liên tiếp ấy đổi thành về một số để mình mới đi kiểm tra được số đó có phải là số nguyên tố không. Thì mình sẽ đi nhập sâu S, sau đó mình sẽ cộng S vào một cái ký tự trống để đảm bảo rằng tất cả các số đều được xét đến cả. Nếu như cho y chạy theo vòng lặp này, nếu như y là một ký tự số thì mình sẽ cộng nó vào bên đếm và mình chuyển những cái ký tự số đấy thành một số. Những số liên tiếp thành một số bằng câu lệnh này. Và nếu điều này tức là SI mà không phải là chữ số nữa thì mình kiểm tra xem nếu như cái A này mà dương khắc không ấy, và check nguyên tố của A bằng true thì mình sẽ tìm mắc cho nó. Khi tìm được một chuỗi rồi thì sang cái dãy tiếp theo mình lại phải làm lại cho nên lại gán nó bằng không và lúc này chỉ việc đưa ra là D và mắc. Cái bài thứ ba. Bài thứ ba là bài khen thưởng theo giờ làm việc. Cái câu này thì đầu tiên là mình sẽ tìm tổng số giờ. Sau đó là mình sẽ xem với tổng số giờ đó và có bao nhiêu người thì chia được tối đa là bao nhiêu nhiều nhóm, số nhóm lớn nhất. Và tiếp theo là mỗi nhóm sẽ có tổng số giờ làm là bao nhiêu. Sau đó dựa vào tổng số giờ đó mình sẽ đi chia cho ai vào những nhóm với ai sao cho tổng số giờ của nhóm đó vẫn phải bằng S này. Với cái bài đó thì mình sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên là mình sẽ có một cái hàm check xem có chia nhóm được không cho một cái tổng số giờ. Biến T là bằng tổng của các số giờ của nó và nếu T mà bằng biến tổng này thì mình sẽ chia được. Khi đó mình sẽ đổi lại từ T bằng 0 và tăng biến đếm lên 1, tức là đã chia được một nhóm. Còn nếu như T mà lớn hơn tổng thì phải return false, tức là khẳng định không chia được. Trở về trả về là đã chia được. Bây giờ sang chương trình chính mình có một cái biến tổng này để tìm tổng số giờ. Cái biến S là số giờ của mỗi nhóm. Và biến K là chia thành số nhóm. Mình cho một cái biến y chạy đến căn bậc 2 của cái tổng này. Nếu tổng này mà chia hết cho y thì mình kiểm tra xem nó có chia được nhóm không. Nếu nó chia được nhóm thì S sẽ là bằng min của S với y, còn K sẽ bằng max của K với biến đếm. Đếm mà nó làm ở trên đây này. Còn sau đó thì với y mà chia được nhóm thì chắc chắn tổng chia y sẽ cũng chia được nhóm. Cho mình kiểm tra xem check chia nhóm của tổng trên y. Nếu đúng thì lại S sẽ bằng min của S với tổng trên y và K là bằng max của K với đếm. Mình xét đến căn bậc 2 của tổng cho nó nhanh. Rồi mình sẽ chia trường hợp thế này. Không có là nó chạy rất là chậm. Sau đó mình sẽ set out ra K và S theo yêu cầu. Bây giờ đến các dòng tiếp theo, ca dòng tiếp theo này thì mình sẽ có một biến tạm bằng 0 và tạm này cũng bằng tổng của AI. Sau đó mình sẽ set out ra cái AI và nếu tạm mà bằng S thì mình sẽ xuống dòng.
và mình sẽ đi set để in cho cái nhóm tiếp theo. À, như vậy đây chính là cái thuật toán chia phòng, chia nhóm của cái đề vừa là. Tiếp theo là câu số 4 là chọn phòng. Chọn phòng thì họ nói rằng là trong phòng này coi như là một dãy gồm 0 và 1, họ đánh dấu nếu là 1 là có người ở rồi và 0 thì chưa có người ở, và đảm bảo số phòng 0 này luôn luôn phải nhỏ hơn k cộng 1, tức là số lượng học sinh đi và cùng với thầy, mỗi người thì chỉ ở một phòng thôi. Bây giờ làm thế nào để xếp vị trí của thầy làm ở giữa, làm sao cho khoảng cách từ chỗ thầy đó đến cái học cái phòng mà có học sinh nằm ở cuối cùng đấy thì phải phải nhỏ nhất. Với cái bài này thì ta làm chặn nhịp phân thôi, tức là sử dụng tìm kiếm nhịp phân. Đây. Đầu tiên là ta sẽ nhập nk và ta sẽ cho một cái biến s, nhập cái dãy phòng vào. Tiếp theo là s sẽ bằng là cái ký tự rộng đấy, số cách cộng với s để mình xét đường y chạy từ 1 đến n, cho nó đỡ bị lẫn. Nếu si mà bằng 0, bằng tức là đang cần trống ấy, thì fi sẽ bằng f của y trừ 1 cộng với 1. Còn trường hợp còn lại thì vẫn là f của y trừ 1. Bây giờ người ta có một cái biến kết quả là cái biến khoảng cách. Khoảng cách mà mình cần tìm ấy, ban đầu mình cho nó bằng n. Và nếu như si mà bằng 1 thì mình sẽ bỏ qua vòng lặp và làm tiếp. Bỏ qua cái công việc đang làm dở đây và kiểm tra tiếp phần tử tiếp theo. Cho một cái bây giờ bắt đầu tìm kiếm nhị phân. Một biến t bằng n, một biến l bằng 0, biến right là bằng n và biến mid là bằng 0. Trong khi mà l nó còn nhỏ hơn r. Cái này là thuật toán nhị phân rồi. Thì mình sẽ tìm cho biến middle là bằng l cộng r chia 2. Và nếu như f min của y cộng mid với n trừ đi em mắc của y trừ mid trừ 1 với lại số 0 mà đưa về chuẩn long long mà lớn bằng k cộng 1 thì t mình sẽ gán lại bằng mid và r gán bằng mid trừ 1. Ngược lại thì left là bằng mid cộng 1. Như vậy cả cái thuật toán nhị phân thì giờ chỉ cần để ý cái chỗ này. Còn tìm kiếm nhị phân thì mình biết rồi. Bây giờ thì mình kết quả sẽ bằng min của kết quả với t và mình in cái biến kết quả ra thì cái này chính là cái khoảng cách nhỏ nhất mà mình có thể tìm được để xếp phòng. Như vậy là với cái chia sẻ vừa rồi thì cái phần liên quan đến cái thuật toán về cái đề của Vinh là đã được giải quyết. Hy vọng là với chia sẻ vừa rồi thì mọi người đã có cái hình dung một chút về cái thuật toán. Nói chung là đề về Vinh ta là vẫn học. Nếu quý thầy cô và các em học sinh mà đọc xem video mà thấy có cái cách nào nó đỡ rườm rà hơn và nó tối ưu hơn thì chia sẻ cho mình với. Xin chào.